Sung Mỹ có tên khoa học là Ficus carica thuộc họ dâu tằm, được trồng nhiều ở vùng khí hậu địa Trung Hải như Ý, Tây Ban Nha, nhất là ở bang California của Hoa Kỳ. Vốn là loài cây ôn đới, sung Mỹ có thể cao đến 6 mét. Sung Mỹ có lá to bằng bàn tay, trồng khoảng nửa năm thì kết trái và mất khoảng 1 tháng để trái chín. Loài cây này cho quả ở nách, cứ mỗi nách là một quả chứ không nhiều như sung ta thông thường. Khi hái, công nhân phải dùng kéo và mang bao tay để tránh nhựa dính vào. Để trồng sung Mỹ, chúng ta có hai cách trồng. Cách trồng thứ nhất là trồng cây từ hạt. Bạn mua gói hạt giống từ các cửa hàng hạt giống về rồi ngâm hạt khoảng 15 phút cho hạt giống đủ nước. Sau đó bạn có thể gieo hạt vào trong bầu đất đã chuẩn bị sẵn trước đó. Cách thứ hai là trồng cây từ mua cây con về. Đối với việc trồng cây từ mua cây con về thì bạn phải chuẩn bị bầu đất, trong đó đã có sẵn phân lót, phân hữu cơ, phân chuồng, phân vi sinh, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển mạnh nhất. Bên cạnh đó, bạn hãy lưu ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, đất trồng, phân bón để giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất nhé. Vì loại cây ra trái quanh năm cho nên năm nào cũng có trái chín. Sung Mỹ chín có quả rất to, hái thì cần phải xếp nhẹ nhàng. Anh Nguyễn Hồng Đăng Khoa, chủ trang trại Sung Mỹ tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai chia sẻ: với 3.000 gốc sung Mỹ, mỗi trang trại chủ trang trại ở huyện Cẩm Mỹ thu hoạch khoảng 200 kg, bán 400.000 đồng một ký. Giá cả khá đắt đỏ nhưng mà sung Mỹ vẫn cháy hàng trên thị trường. Để đạt hiệu quả trong việc trồng và chăm sóc cây sung Mỹ, bạn phải biết cách chọn hạt giống chất lượng và có độ nảy mầm cao, chuẩn bị các vật dụng cần thiết để trồng. Lưu ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, đất trồng, phân bón để giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất bạn nhé. Chúc bạn thành công!